Xin chào các anh em, hôm nay giới thiệu nhanh cho anh em một chiếc xe Toyota Camry 2017 2.5Q. Đây là một chiếc xe cực đẹp, đảm bảo không có một chiếc thứ hai đẹp hơn chiếc này đâu. Chiếc này chiếc màu đen và nội thất của nó cũng là màu đen luôn. Đi nhanh qua một chút xíu về ngoại thất cho anh em để anh em có thể xem và tham khảo được. Chiếc này thì bên sơn đang chào bán là 925 triệu, xe mới chạy được có 56.000 km. Đây là cái giá chào bán nha anh em. Giá bán thì bên sơn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, và chiếc này thì bên sơn đang hỗ trợ khoảng tầm 60-70%. Xe này thì anh em chỉ cần chuẩn bị trước cho bên sơn khoảng tầm 300 là mình có thể nhận được xe rồi. Sơn đi nhanh qua một chút xíu về nội thất của xe. Xe màu đen trong tình trạng cực kỳ long lanh. Anh em mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với sơn hoặc là để số điện thoại để sơn có thể gọi lại để anh em có đỡ chi phí.